Xin kính chào quý vị và các bạn, tôi là Khánh Ly. Trong 30 phút của bản tin Nhật ký cuộc sống ngày 6 tháng 12 năm 2014, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Siêu bão Hagupit với sức gió giật trên cấp 17 đang di chuyển theo hướng Tây và có khả năng vào Biển Đông vào đêm ngày 8, rạng sáng ngày 9 tháng 12. Còn tại Philippines thì hàng ngàn người đi di tản như trong thời chiến trước cơn bão được cho là mạnh ngang siêu bão Haiyan, dự kiến đổ bộ vào nước này vào chiều tối ngày mai. Bà Rịa Vũng Tàu, thượng úy công an lái xe sang gây tai nạn, làm chết 2 người tại chỗ và 6 người khác bị thương. Tin quốc tế, báo động đỏ đã được ban bố tại thủ đô New Delhi sau một loạt vụ tấn công đẫm máu xảy ra tại khu vực Kashmir. Pháp dịch vụ đúc ra những bức tượng 3D thu nhỏ của chính khách hàng có thể là tương lai của trào lưu chụp ảnh tự sướng hiện nay. Mở đầu bản tin ngày hôm nay là những tin tức liên quan tới cơn bão Hagupit. Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, cơn bão này đang tiến sát gần đến đảo Sama của Philippines với cấp gió là cấp 14, cấp 15, giật cấp 17 và nhiều khả năng trong 2 đến 3 ngày tới cơn bão này sẽ đi vào khu vực Biển Đông. Chiều nay ngày 6 tháng 12, vị trí tâm bão Hagupit ở vào khoảng 12,1 độ Vĩ Bắc, 126,6 độ Kinh Đông, cách đảo Sama, Philippines khoảng 130 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, tức là từ 167 đến 183 km/h, giật trên cấp 17. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km. Đến 13 giờ ngày 7 tháng 12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,4 độ Vĩ Bắc, 123,6 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, cấp 15, tức là từ 150 đến 183 km/h, giật trên cấp 17. Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km. Đến 13 giờ ngày 8 tháng 12, vị trí tâm bão trên khu vực miền Trung Philippines với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17. Tại cuộc họp chiều nay 6 tháng 12 của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương cho rằng, nửa đêm nay, bão Hagupit sẽ áp sát và đổ bộ vào Philippines, còn khi vào Biển Đông nước ta thì khoảng đêm ngày 8 tháng 12, và đây vẫn là cơn bão mạnh và sẽ có diễn biến rất phức tạp. Cần phải theo dõi sát vì nhiều khả năng vẫn gây thiệt hại nặng cho Việt Nam khi đổ bộ vào đất liền. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù được dự báo cơn bão Hagupit có dấu hiệu suy yếu đi một cấp trước khi đổ bộ Philippines, nhưng đây là cơn bão có diễn biến phức tạp khi vào Biển Đông trong 2 đến 3 ngày tới. Cùng với ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường từ phía Bắc thì đã có 3 kịch bản được cơ quan khí tượng của Việt Nam đưa ra. Và để chi tiết hơn về diễn biến của cơn bão này, phóng viên Nhật ký Cuộc sống đã có cuộc phỏng vấn nhanh với ông Vũ Anh Tuấn, trưởng phòng dự báo hạn ngắn của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương. Tại là đêm nay và sáng ngày mai thì cũng lạnh phía Bắc bắt đầu xâm nhập xuống phía Nam. Và khoảng ngày 8 thì có khả năng tác động khu vực vùng biển phía đông nam của Biển Đông, làm cho cái nhiệt độ mặt nước biển yếu đi. Do vậy, các cái dự báo của các cơ quan là đang phân tán có 3 cái phương án có thể xảy ra. Một, cái phương án đầu tiên ấy là cái phương án bão mà đi vào gặp không khí lạnh thì có thể là cường độ sẽ suy yếu và suy yếu thành vùng thấp trên biển là trôi về phía Việt Nam, cái đi lên Việt Nam. Cái phương án thứ hai là cái phương án đi tiếp tục theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó lệch dần về Tây và Tây Tây Nam, đổ bộ vào các cái tỉnh ven biển Trung Bộ vào khoảng ngày 11 và ngày 12. Đấy, nhưng theo nhận định của chúng tôi có 3 cái phương án có thể xảy ra. Một, cái phương án đầu tiên ấy là cái phương án bão mà đi vào gặp không khí lạnh thì có thể là cường độ sẽ suy yếu và suy yếu thành vùng thấp trên biển là trôi về phía Việt Nam, cái đi lên Việt Nam. Cái phương án thứ hai là cái phương án đi tiếp tục theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó lệch dần về Tây và Tây Tây Nam, đổ bộ vào các cái tỉnh ven biển Trung Bộ vào khoảng ngày 11 và ngày 12. Như theo nhận định của chúng tôi. Và cái phương án thứ ba có thể là suy yếu thành vùng áp thấp, trôi về khu vực Nam Bộ vào ngày 12 và ngày 13, đi qua khu vực Nam Bộ và di chuyển sang vùng vịnh Thái Lan. Thì với cả ba phương án như này thì cũng đều gây mưa cho các cái tỉnh ven biển Trung Bộ và Nam Bộ. Thì các kịch bản như thế thì chúng tôi tiếp tục phải theo dõi. Vì đến ngày 11 và ngày 12 lại có một đợt không khí lạnh mạnh nữa. Thì với cái đợt không khí lạnh mạnh này kết hợp với cả cái hoàn lưu của bão nếu di chuyển chậm lại thì là mối thảm họa đối với các tỉnh ven biển Trung Bộ nếu như đổ bộ vào các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ. Còn nếu như đổ bộ các tỉnh Nam Bộ thì cái lượng mưa nó sẽ giảm đi rất nhiều.
Thưa quý vị và các bạn, các trường học, cơ quan đóng cửa, hàng ngàn người đi di tản như trong thời chiến. Còn tại thủ đô thì các nhân viên cứu trợ và tình nguyện viên vội vã đóng từng gói hàng nhu yếu phẩm và thuốc men để sẵn sàng gửi về nơi sắp bị bão quét qua. Đó là không khí hối hả và có phần hoảng loạn của người dân Philippines trước cơn bão Hagupit. Cơn bão được cho là mạnh ngang với siêu bão Haiyan, dự kiến đổ bộ vào nước này vào chiều tối ngày mai. Suốt cả ngày hôm nay, tại một nhà kho ở thủ đô Manila, các tình nguyện viên bận rộn đóng gói hàng nghìn bao gạo, muối, đồ hộp và các nhu yếu phẩm cần thiết, sẵn sàng gửi cho miền Trung, nơi năm ngoái đã bị bão Haiyan tàn phá. Các đội phản ứng nhanh của chúng tôi đã sẵn sàng có mặt ở những khu vực dự kiến bão sẽ đổ bộ. Các nhân viên đã được đào tạo của chúng tôi có thể đảm bảo rằng họ có thể đối phó với các tình huống khẩn cấp ở những nơi này. Trong khi đó, tại các nơi khác ở Tacloban, tổ chức từ thiện Save the Children đã sẵn sàng chất từng hộp đồ y tế đã được chuẩn bị sẵn lên xe phòng trường hợp xấu nhất. Cùng lúc, người dân ở tỉnh Sama, theo lời kêu gọi của chính quyền, đã tập trung gần như đông đủ ở các trại tạm tránh bão Hagupit như thế này. Người ta nói rằng sóng sẽ lớn hơn. Tôi lo rằng thảm kịch như ở Tacloban năm ngoái sẽ lặp lại. Cho tới thời điểm này, hơn 616.000 người dân Philippines tại các vùng trũng và các vùng có nguy cơ cao về sạt lở đất đã được sơ tán đến các trường học, trung tâm y tế, tòa nhà chính quyền và nhà thờ. Các chuyên gia khí tượng cho biết, bão Hagupit là một cơn bão có diễn biến phức tạp với sức gió liên tục vào khoảng 200 km/h. Dự kiến, nước sông sẽ dâng cao từ 3 đến 4 mét. Các cơ quan của Liên Hợp Quốc cũng đã sẵn sàng ứng phó khẩn cấp cho Philippines. Vào khoảng gần 2 giờ sáng ngày hôm nay, mùng 6 tháng 12, trên tuyến đường Mỹ Xuân Hòa Bình, đoạn giáp danh xã Láng Lớn và thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, khiến hai người chết và nhiều người bị thương nặng. Sự cố xảy ra khi lực lượng dân quân, dân phòng bảo vệ đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường và tài xế của chiếc xe gây tai nạn lại là một cảnh sát giao thông của tỉnh này. Theo các nhân chứng, khi xe của 21 người đang làm nhiệm vụ thì bị một ô tô hiệu BMW 750L mang biển số 29A41086 đi từ hướng Láng Lớn về Ngãi Giao, chạy với tốc độ lớn, tông thẳng vào. Ô tô đã hất tung hơn 10 người cùng nhiều xe máy dựng ven đường. Cú va đâm mạnh này đã khiến cho ông Hồ Xuân Thu, dân quân xã Láng Lớn bị văng ra khỏi hiện trường 50m và chết tại chỗ. Còn anh Võ Xuân Đồng là công an của ấp Sông Xoài 4, xã Láng Lớn đã chết trên đường đến bệnh viện. 6 người khác bị đa chấn thương, được chuyển đi bệnh viện cấp cứu. Đang ở trong này lập biên bản của các hộ đang gây rối ở trên đường. Thì ra sao là nghe đụng một cái vô nên là ra đó là anh em coi như là kể sức gọng người ấy là bắt đầu điện dịch vụ anh chạy mới cứu những cái số mà anh em còn sống sót lại đưa đi. Không có dấu vết phanh xe trước khi tông vào xe của lực lượng dân quân, dân phòng bảo vệ dân phố và xe chỉ dừng lại sau khi húc đổ một cây xanh cùng cột đèn chiếu sáng ven đường. Các ban ngành của huyện Châu Đức, Ủy ban nhân dân xã Láng Dài và thị trấn Ngãi Giao cũng đã tổ chức thăm hỏi gia đình hai nạn nhân bị tử vong. Thì hai vợ chồng đi làm mướn chỉ có 2,5 triệu, 2,5 máy đất thôi. Đi làm mướn nó chạy thuê xe cho người ta. Đó là lao động chính trong gia đình. Nhưng bây giờ nó mất đi thì chắc là một đứa con còn nhỏ. Theo thông tin ban đầu từ Ban An toàn Giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thì người lái xe ô tô biển số 29A là một cảnh sát giao thông ở Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam và Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an thành phố Hà Nội, xe ô tô biển kiểm soát 29A41086 được cấp cho xe ô tô con 4 chỗ nhãn hiệu Toyota Camry LE cho một chủ sở hữu ở đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Ngày hôm nay, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chỉ đạo công an tỉnh này phối hợp với công an thành phố Hà Nội khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xác minh rõ nguồn gốc xe ô tô biển kiểm soát 29A41086. Do tác động của thị trường thế giới, Bộ Công Thương vừa có công văn yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối giảm giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Theo đó, tất cả các mặt hàng xăng dầu đều giảm giá từ 13 giờ ngày hôm nay, mùng 6 tháng 12. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay thì đây là lần giảm giá xăng dầu thứ 11. Theo đó, giá bán lẻ xăng RON 95 giảm giá thêm 320 đồng một lít, từ mức 20.850 đồng một lít về mức 20.530 đồng một lít. Xăng RON 92 giảm về còn 19.930 đồng một lít. Dầu hỏa giảm thêm 280 đồng một lít về mức 19.250 đồng một lít, về mức 189.970 đồng một lít. Riêng dầu diesel và dầu mazut có mức giá giảm bằng nhau là 320 đồng một lít kg. Cùng với đó, mức trích quỹ bình ổn giá bán lẻ xăng dầu cũng giảm từ 600 đồng một lít một kg xuống còn 300
300 đồng lít kg đối với từng loại xăng dầu. Như vậy là sau 11 lần điều chỉnh giảm giá xăng dầu từ đầu năm đến nay, tổng cộng giá xăng trong nước đã giảm 5.710 đồng một lít. Từ sáng nay, mùng 6 tháng 12 đã có hàng ngàn người dân đổ về ga Sài Gòn để mua vé tàu Tết 2015 trong ngày đầu mở bán trực tuyến. Mặc dù ga đã chính thức bán vé tàu qua mạng từ ngày mùng 1 tháng 12, thế nhưng cảnh ùn tắc vật vờ để có được tấm vé vẫn diễn ra. Ghi nhận của phóng viên VTC14. Từ sáng sớm, hàng ngàn người dân đã kéo về ga Sài Gòn để mua vé tàu Tết theo thông báo của ga trước đó. Bãi giữ xe quá tải, ga phải lập thêm 2 bãi giữ xe tạm thời. Do sợ tình trạng hết vé, nhiều người đã đến ga từ 4 giờ sáng, mặc dù thời gian nhắn tin lấy số thứ tự là 6 giờ. Thế nhưng không tránh khỏi tình trạng hết vé. Sáng nay là 6 giờ sáng là em nhắn tin số thứ tự ga Sài Gòn Vinh. Nhưng mà bây giờ lên hỏi ga Sài Gòn Vinh thì nói là hết vé rồi. Đi từ nhà là 5 rưỡi sáng, rồi mang cả con cái đi luôn. Nhưng mà đến chờ đến bây giờ thì mới còn phải 100 người nữa mới đến lượt. Hành khách phải nhắn tin lấy số thứ tự qua tổng đài 8377 từ 6 giờ sáng ngày 6 tháng 12. Thế nhưng, nhiều hành khách phản ánh thời gian thông báo tại ga và qua tổng đài không trùng khớp, dẫn đến tình trạng hành khách phải mất tiền mà không lấy được số thứ tự. Những ai lên đây lấy tờ rơi hoặc là gửi tin nhắn thì mới biết là 6 giờ. Còn không là không biết cứ vậy gửi thì được hay không được cũng mất tiền. Còn lên đây bây giờ chờ đợi. Được cái tin nhắn rồi, nhưng chờ đợi vé thì nó rất hoang mang. Đại diện ga Sài Gòn cho biết, trong đợt bán vé tàu qua mạng vừa qua, ga đã bán thành công hơn 130.000 vé cho hành khách. Hiện tại chỉ còn khoảng 30.000 vé trong đợt cao điểm. Chúng tôi bán lại những số chỗ còn lại của ngày mùng 1 tháng 12 năm 2014. Bán vé điện tử thì công khai số chỗ 100% trên hệ thống điện tử để cho người dân và hành khách đặt chỗ thành công và trả tiền. Đến giờ phút này chúng tôi bán là chỗ còn của ngày mùng 8 tháng 2 đến ngày 11 tháng 2 và ngày một số chỗ ngày 17 tháng 2. Chờ đợi để mua được vé tàu về quê đón Tết đã không còn lạ với những hành khách thường xuyên đi tàu. Hành khách khá vui mừng khi ga Sài Gòn triển khai hệ thống bán vé tàu qua mạng. Thế nhưng đến ngày hôm nay, cảnh chờ đợi chen lấn để mua được vé tàu vẫn không thể tránh khỏi. Vụ việc tạm hoãn thi hành án đối với bị cáo Hồ Duy Hải trong vụ thảm sát bưu cục Cầu Voi, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An những ngày vừa qua đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận cả nước. Ngoài những chi tiết như dấu vân tay, dụng cụ gây án được cho là không liên quan đến bị cáo Hồ Duy Hải thì còn rất nhiều tình tiết của vụ án mà theo giới luật sư cần phải được làm rõ. Luật sư Nguyễn Văn Đạt, người đã trực tiếp bào chữa cho bị án Hồ Duy Hải, hết sức phấn khởi khi nhận được tin tạm hoãn thi hành án. Theo ông, đây là cơ hội để các cơ quan điều tra xem xét lại những tình tiết còn khá mập mờ trong vụ án. 51 luận điểm, trong đó có đến 41 tình tiết mà theo ông là chưa thuyết phục, được ông soạn rất kỹ trong tập hồ sơ như thế này. Các bản án và tòa án hiện nay chỉ căn cứ vào cái việc là có lời nhận tội của bị cáo. Tuy nhiên, trong luật quy định rất rõ, lời nhận tội ấy phải phù hợp tình tiết khách quan khác của vụ án và không thể chỉ sử dụng lời nhận tội để làm căn cứ kết tội được. Cũng theo ông, tình tiết khá quan trọng của vụ án là động cơ gây án của bị án được cơ quan điều tra chứng minh không rõ ràng. Về tài sản thu được của vụ án cũng không thống nhất giữa các văn bản. Theo bản kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Long An, tang vật thu được là đôi dép, nhẫn vàng, số tiền 863.000 thu được tại hiện trường, nhưng theo cáo trạng thì lại thu được tại nhà bị án. Trong bản án thì lại trả lại tài sản này cho gia đình bị án. Bị cáo khai là giết Hồng trước, giết Vân sau, vào thời điểm nào cũng không được chứng minh. Bởi vì không một căn cứ nào, một chứng cứ nào, một tài liệu nào chứng minh rằng cô Hồng nạn nhân chết trước, cô Vân nạn nhân chết sau. Rồi các cái tình tiết về tiền mua trái cây, rồi các tình tiết về các tiếng la, thậm chí mục đích, động cơ để mà bị cáo hung thủ giết người cũng chưa được làm rõ. Đồng quan điểm, nhiều luật sư tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho rằng bản án vẫn còn nhiều tình tiết chưa thuyết phục. Về vật chứng vụ án nó cũng có những cái nó chưa được rõ ràng, chưa được khách quan. Và đó là những cái căn cứ mà có thể là xem xét giám đốc thẩm đối với vụ án này. Chẳng hạn như là đối với cái vết máu hoặc là dấu vân tay,
cái kết quả khám nghiệm hiện trường lại không thể hiện cái nội dung đó. Nhưng sau đó một ngày thì các dân phòng nó lại phát hiện ra một cái con dao mới. Thế thì cái vật chứng trong cái vụ án này phải được xem xét một cách cụ thể, nó có phải là vật chứng của vụ án hay không. Cũng theo luật sư Thảo, trước mắt cần phải xem xét lại toàn bộ hồ sơ vụ án, làm rõ những tình tiết không rõ ràng về động cơ, mục đích và dụng cụ gây án. Trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng là phải xem xét lại toàn bộ cái vụ án này. Mặc dù có những cái lời khai bị án Hồ Duy Hải đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, nhưng lời khai của bị án này nó phải phù hợp với các chứng cứ khác của vụ án. Bởi vì khi mà chúng ta quyết định tử hình một người mà nó lại chưa có đầy đủ cơ sở vững chắc thì đó là một cái điều mà rất đáng mà chúng ta phải quan tâm. Dấu vân tay, con dao, tang vật thu được tại hiện trường không xác định rõ, lệnh bắt khẩn cấp không đúng tên bị án, cho thấy sự cẩu thả của cơ quan điều tra và thực thi pháp luật của Long An. Khi mà những tình tiết này chưa được làm rõ, thì sự thuyết phục của một bản án nhân danh công lý sẽ để lại những bức xúc trong dư luận vốn đã âm ỉ suốt 7 năm qua. Ngày hôm nay ở miền Bắc, nếu quý vị và các bạn đi ra ngoài đường chắc hẳn sẽ cảm thấy nhiệt độ xuống rất thấp. Trời lạnh đã khiến số lượng người già nhập viện điều trị tăng đột biến. Phần lớn trong số đó là các bệnh nhân bị tai biến mạch máu não và nhồi máu cơ tim. Ngày hôm nay tại Bệnh viện Lão Khoa Trung ương có tới gần 700 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị. Còn Viện Tim Mạch Quốc gia Việt Nam, lượng bệnh nhân khám cũng lên tới gần 1.000 người. 50% trong số đó là bệnh nhân bị tai biến mạch máu não và nhồi máu cơ tim. Các bác sĩ cho biết, nguyên nhân chính khiến bệnh nhân tim mạch gia tăng đột biến trong đợt này là do thời tiết giá lạnh. Do đó, người già nên mặc đủ ấm, không nên ra ngoài trời khi thời tiết quá lạnh, kể cả luyện tập vào buổi sáng. Nên ăn uống đủ chất và tuân thủ chế độ điều trị đã được bác sĩ hướng dẫn trước đó. Ngành dược Việt Nam vẫn còn quá ít thuốc chuyên khoa và thuốc đặc trị. Đây là thống kê của Cục Quản lý Dược Bộ Y tế về tình trạng sản xuất của ngành công nghiệp dược hiện nay. Điều đó cũng có nghĩa là người dân vẫn còn rất ít cơ hội để có thể tiếp cận được với các sản phẩm thuốc đặc trị chất lượng nhưng mà giá rẻ. Theo Cục Quản lý Dược, trung bình một hoạt chất có 23 số đăng ký thuốc trong nước, nhưng cũng có rất nhiều hoạt chất có trên 100 số đăng ký, chủ yếu là thuốc thông thường. Trong số này, đáng kể nhất là paracetamol, cefixim, ofloxacin và cefalexin. Trong khi đó, các thuốc chuyên khoa, đặc trị hay dạng dùng mới lại có không nhiều cơ sở sản xuất. Cả nước chỉ có 4 dây chuyền đạt GMP, tức là dây chuyền thực hành tốt sản xuất thuốc với thuốc tiêm bột đông khô. 4 dây chuyền GMP thuốc dạng viên đạn, viên trứng. Cục Quản lý Dược cũng cho biết, tình trạng trùng lắp sản phẩm dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh nên rất cần định hướng chuyên môn hóa, theo hướng ưu đãi cho các nhà sản xuất thuốc có hoạt chất dạng bào chế mới. Và từ ngày 1 tháng 1 năm 2015, thuốc dịch liệu không được sản xuất trên dây chuyền tân dược. Còn từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, thuốc chứa hormone sinh dục, thuốc chứa độc tế bào phải sản xuất dây chuyền riêng biệt. Tiếp tục phản ánh về việc các cơ sở tái chế thùng phi tại quận Hà Đông, Hà Nội xả thải gây ô nhiễm dòng sông đáy. Trong mấy năm qua thì mặc dù chính quyền địa phương ở đây nhiều lần đình chỉ các cơ sở làm nghề như thế, nhưng tình trạng này vẫn tiếp tục tiếp diễn. Điều đáng nói là sông đáy nằm ở thượng nguồn của sông Nhuệ. Như trong một phóng sự cách đây ít hôm thì chúng tôi đã phản ánh về tình trạng rau muống trồng tại địa phận của tỉnh Hà Nam bên sông Nhuệ bị nhiễm trì, thì ngay chính ở bên dòng sông đáy thì tình trạng này cũng không khá hơn. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên tại phường Đồng Mai, nơi cũng có hàng chục hecta rau muống được trồng. Đen kịt, đặc quánh và lấp lánh ánh kim loại. Trên nguồn nước này là chục hecta rau muống được trồng phủ kín mặt sông đáy, đoạn chảy qua phường Đồng Mai, quận Hà Đông. Rau ở đây nước sông thải ra này, mới cả ở lò lợn này, mới cả thùng phi làm kia không dám ăn đâu chị ạ. Thải xuống trực tiếp rau đây luôn, không dám ăn, ghê lắm. Và đây được coi là nguyên nhân khiến cho nước sông đáy ngày càng đen. Sơn, hóa chất ngâm rửa thùng phi hàng ngày vẫn được xả thẳng ra môi trường như thế này. Mỗi một lần thay gọi hóa chất ấy thì là nó bảo khoảng 1-2 tạ thôi. Cứ thế này là trôi ra sông luôn. Không chỉ thải ra sông mà khắp xóm trên, ngõ dưới, đầu đầu cũng đầy nước thải, dầu mỡ. Từ sáng đến đêm, tất cả giống như một công trường sản xuất. Mặc dù các cơ sở này đã bị Ủy ban Nhân dân phường Đồng Mai đình chỉ cách đây vài hôm.
Nếu mà cơ sở này còn sản xuất thì phải yêu cầu phải chấp hành nguyên về cái nguồn nước thải. Không chấp hành thì chúng tôi sẽ phải yêu cầu hai cơ sở này phải di chuyển ra địa điểm khác để chúng ta để không hoạt động ở trên cái chỗ khu vực này. Các cái con sông ô nhiễm nặng thì cái bùn ở đấy và nước nó cũng nhiễm kim loại nặng. Đó là hai thứ mà nó có thể chuyển tiếp qua các cái rau, bèn rau hoặc là các cái thủy sinh khác. Để nếu mà người đi ăn thải không rửa sạch có thể bị nhiễm. Ngay bên bờ sông đáy là một chợ dân sinh. Bên cạnh những cơ sở cọ rửa thùng phi thì rau muống vẫn được bày bán như thế này. Người dân ở đây có câu, nước sông đáy càng đen thì rau muống càng xanh. Hàng chục hecta rau muống được trồng ở đây vẫn là nguồn cung cấp rau chính cho khu vực nội thành. Nhưng hiếm ai biết rằng chính những người dân nơi đây lại không hề sử dụng nguồn rau muống này. Chuyển sang phần tin quốc tế, Đài phát thanh toàn Ấn Độ IR ngày 6 tháng 12 cho biết báo động đỏ đã được ban bố tại thủ đô New Delhi sau một loạt vụ tấn công đẫm máu xảy ra tại khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Cảnh sát Ấn Độ cho rằng các vụ tấn công trên cho thấy các tay súng đang cố phá vỡ cuộc bầu cử viện lập pháp bang Jammu và Kashmir. Còn các nhóm ly khai và các tay súng chống chính phủ bác bỏ cuộc bầu cử này và kêu gọi người dân tẩy chay. Theo đài IR, an ninh đã được tăng cường ở khắp thủ đô New Delhi. Các đội cảnh sát đặc nhiệm được huy động tới các điểm đặc biệt như các sân bay, ga xe lửa, trạm xe buýt, ga tàu điện ngầm và các trung tâm mua sắm. Ngoài ra, chính quyền Ấn Độ cũng tăng cường an ninh tại khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, trong đó có hai thành phố chính là Srinagar và Jammu. Ủy ban bầu cử Ấn Độ đã hoãn kế hoạch đến Srinagar sau các vụ tấn công này để đánh giá lại tình hình. Trước đó, 4 vụ tấn công của các tay súng vào bang Jammu và Kashmir vào ngày 5 tháng 12 đã làm ít nhất 21 người thiệt mạng. Trong đó có 8 binh lính, 3 cảnh sát, 8 dân thường và 8 tay súng, ngoài ra khoảng 10 người khác bị thương. Sau một loạt scandal liên quan tới triệt sản ở Ấn Độ, ngành y tế đất nước đông dân thứ hai thế giới tiếp tục khiến dư luận phẫn nộ. Ngày hôm nay có thêm 3 bệnh nhân bị mù sau khi được mổ mắt miễn phí Ấn Độ, nâng tổng số người bị mù sau các ca phẫu thuật mắt miễn phí ở nước này lên 19 người. Ở bang Punjab, có 62 trường hợp được mổ chữa bệnh đục thủy tinh thể do tổ chức phi chính phủ Guru Nanak Charitable Trust vận động thực hiện từ ngày 5 đến 16 tháng 11. Nhưng tính đến nay, đã có 19 bệnh nhân bị mất thị lực trong số này, khiếu nại lên Phó Chủ tịch Hội đồng quận Amritsar. Các quan chức cho rằng, bệnh nhân có thể đã bị nhiễm trùng do được phẫu thuật trong điều kiện vệ sinh không được đảm bảo, thiếu thiết bị hoặc các dụng cụ không được khử trùng. Nhưng họ nói rằng các ca phẫu thuật này được thực hiện bởi một tổ chức phi chính phủ nào đó và tổ chức này chưa được chính quyền bang cấp phép hoạt động. Tuy nhiên, bác sĩ đã thực hiện các ca phẫu thuật cho rằng lỗi không thuộc về mình. Trong trung tâm này, nhiệm vụ của tôi chỉ là phẫu thuật. Dụng cụ và thuốc men sử dụng trước, trong và sau phẫu thuật được cung cấp bởi Bệnh viện Mắt Mathura SKM. Bây giờ, trong toàn bộ quá trình điều tra mà không có sự có mặt của họ, tôi có trách nhiệm khai tất cả những điều này kể từ khi tôi thực hiện xong cả phẫu thuật. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra scandal liên quan đến phẫu thuật đục thủy tinh thể ở Ấn Độ. Vào năm 2008-2009, 14 bệnh nhân cũng đã mất thị lực do bị nhiễm trùng ở bang Uttar Pradesh. Tháng 8 năm 2008, 8 bệnh nhân đã bị mù vĩnh viễn và 21 bệnh nhân gần bị mù sau khi được phẫu thuật mắt miễn phí ở Tamil Nadu. Tính đến thời điểm này, ít nhất 29 người Indonesia đã thiệt mạng do ngộ độc rượu tự nấu tại tỉnh Tây Java của nước này trong những ngày qua. Riêng tại huyện Sumedang đã có 10 người thiệt mạng và 45 người phải nhập viện điều trị sau khi uống loại rượu này. Trong khi đó, tại huyện Garut có ít nhất 16 trường hợp tử vong, huyện Bogo có 2 trường hợp tử vong và huyện Depok có 1 trường hợp tử vong. Sau khi xảy ra các vụ việc này, cảnh sát địa phương đã bắt giữ những người nấu rượu lậu. Scotland vừa trở thành quốc gia đầu tiên ở Anh chấp thuận loại thuốc mới giúp bệnh nhân phụ thuộc vào rượu cai được chứng này. Các nhà khoa học tin rằng hơn 2 triệu người Anh đang sống phụ thuộc vào rượu mỗi ngày có thể được giải thoát khỏi vòng tay của lưu linh nhờ vào loại thuốc mới kết hợp với các liệu pháp tâm lý khác. Nemefen Hydrochlo là một loại thuốc mới theo đơn dành cho những người tiêu thụ khoảng 7,5 đơn vị rượu mỗi ngày đối với đàn ông và 5 đơn vị rượu mỗi ngày đối với phụ nữ. Uống rượu sẽ khiến cơ thể tiết ra các loại hóa chất gọi là hormone giảm đau, tác động lên các thụ cảm thể opioid trong não bộ, khiến cơ thể cảm thấy hưng phấn cao.
Loại thuốc mới sẽ chặn các thụ cảm để opioid làm giảm cảm giác hưng phấn do rượu gây ra và từ đó tối giản mong muốn được uống rượu của họ. Viên thuốc cai rượu có giá 3 bảng Anh, được sản xuất bởi công ty Lundbeck của Đan Mạch và liều dùng 1 viên mỗi ngày hoặc 1 hoặc 2 tiếng trước khi sử dụng đồ uống có cồn. Hãng tin Tân Hoa Xã của Trung Quốc dẫn lời nhà chức trách nước này ngày hôm nay mùng 6 tháng 12 cho biết, các công tố viên đã mở một cuộc điều tra chính thức đối với ông Zhou Yongkang, cựu quan chức an ninh, cựu ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc bị bắt giữ và khai trừ khỏi đảng. Theo đó, vào ngày 5 tháng 12, ông Zhou Yongkang bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc sau cuộc họp của Bộ Chính trị. Tại cuộc họp này, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đã quyết định giao ông Zhou Yongkang cùng toàn bộ bằng chứng có liên quan cho cơ quan xét xử. Trong một thông cáo riêng biệt công bố ngày hôm nay, Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc tuyên bố mở cuộc điều tra chính thức về những vi phạm của ông Zhou Yongkang và ra quyết định bắt ông. Thông cáo nêu rõ, ông Zhou Yongkang đã lợi dụng chức vụ để nhận các khoản hối lộ khổng lồ thông qua gia đình, đồng thời để lộ bí mật quốc gia và bí mật của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Selfie hay thường gọi là chụp ảnh tự sướng đang trở thành trào lưu có sức lan tỏa mạnh mẽ trong giới trẻ tại khắp nơi trên thế giới. Trước xu hướng này, một cửa hàng tại Pháp đã quyết định mở một loại hình dịch vụ để đúc ra những bức tượng 3D thu nhỏ của chính khách hàng. Đây rất có thể là tương lai của trào lưu tự sướng hiện nay. Quá trình đúc một bức tượng của cửa hàng Momi Studio 3D rất đơn giản. Khách hàng chỉ cần bước vào phòng quét hình, nơi được lắp đặt sẵn 54 máy ảnh DSLR và tạo dáng theo bất cứ cách nào mình thích. Máy ảnh sẽ chụp lại ảnh của khách dưới mọi góc độ. Những hình ảnh này được đưa vào một chương trình để xử lý trước khi tạo ra một bức tượng 3D nhỏ nhắn cho khách. Bức tượng 3D cho phép chúng ta có thể nhìn thấy mọi chi tiết của trang phục chúng ta mặc, từ những bông hoa in trên váy. Tôi thậm chí còn có thể nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay của tôi nữa. Tôi thật sự ấn tượng với sản phẩm này. Không chỉ mô tả chi tiết về ngoại hình và diện mạo của khách hàng, các sản phẩm tượng 3D còn sinh động ở phần màu sắc tự nhiên. Chúng tôi đã sử dụng một chiếc máy lớn và việc chạm khắc được thực hiện bằng tia laser. Các màu sắc được hiển thị ngay sau khi các mô hình được in ra, chứ hoàn toàn không cần phải tô vẽ bằng tay. Hiện cửa hàng Momi Studio 3D đang tổ chức một cuộc thi. Những người chiến thắng sẽ có cơ hội được tặng tượng 3D miễn phí. Tuy nhiên, sau thời gian khuyến mại, mỗi sản phẩm sẽ có giá 230 euro và chỉ cần tăng thêm 115 euro, khách hàng đã có thể nhận được một bức tượng chụp đồ như ý. Thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc bản tin Nhật ký cuộc sống ngày hôm nay của kênh VTC14. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.